Xin chào tất cả các bác nhá, chào mừng toàn thể các quay trở lại kênh Đặng Tín Auto. Và sau một thời gian hết hàng thì ngày hôm nay đây, bên Đặng Tín Auto tiếp tục cập bến các bác những chiếc lọc xì kèm lưng tiếng của Leso A31 Plus bản mới nhất 2022 đây. Một trong dòng lọc xì kèm lưng tiếng đã bán quá chạy trong năm vừa rồi. Và xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc đã tin yêu ủng hộ Đặng Tín Auto rất nhiều luôn. Và các bác nào xem video ủng hộ cho Đặng Tín Auto số 1 like và đăng ký kênh em nhé. Bác nào chưa like hoan hỉ ủng hộ cho Đặng Tín Auto số 1 like nào. Em lấy động lực em luôn nhập những sản hàng giá sốc nhất trở về phục vụ các bác nhé. Và những ủng hộ mình like. Và dòng sản phẩm này chắc các bác không lạ lẫm bên em rồi. Đây là một chiếc lọc xì kèm lưng tiếng luôn. Thì đầu tiên về cái hình thức của nó thì quá đẹp rồi. Một giải equalizer cực kỳ đẹp. Chưa nói về chất âm bộ nhá. Các bác nhìn về hình thức khi bác ghép bộ dàn một chiếc lọc xì kèm lưng tiếng này vào thôi. Thì cái bộ dàn của nó quá đẹp và sang luôn. Và con này thực sự có tác dụng. Nó lọc cho các bác tiếng nhạc cực kỳ sạch và nó kèm lưng tiếng luôn, nó lưng giải tần lên. Và đặc biệt con này có cả kết nối máy tính nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì đây đằng sau đây. Thì nhà bác nào mà chưa có lưng tiếng chỉ cần mua con này thôi. Nó đã kèm nọc cả với cả lưng tiếng rồi, không cần phải dùng lưng tiếng nữa cũng được. Cực kỳ tuyệt vời luôn nhá. Một con lọc số rất là đẹp luôn. Đây đằng sau đây. Nó sẽ là các đường nhạc vào nhạc ra. Thì con này hàng cao cấp nó sẽ hỗ trợ tất cả loại jack ca lông 6 ly và hoa sen. Đây. Nếu mà cắm input, input 2 là jack ca lông này. Đây là hai đường ra này. Đấy. Hoặc mình là ra jack 6 ly này, hoặc bác nào muốn cắm jack hoa sen input, đây trắng đỏ sẽ là vào này, output sẽ là ra. Đấy. Và khi mua hàng bên em sẽ tặng đầy đủ dây jack ca lông các bác, có mua hàng bên em yên tâm một điều như vậy. Và đây đằng trước con lọc xì cắm lưng tiếng này rất đẹp luôn. Các bác làm sâu kẹo kéo dùng gia đình thì thực sự bác ghép một con lọc xì cắm lưng tiếng vào thì nó quá đẹp. Nó lọc tiếng, nó lưng dàn bộ âm thanh này cực kỳ hay luôn. Thì nó sẽ qua cách chỉnh con lọc xì cắm lưng tiếng này, nó rất đơn giản thôi, cũng không có gì cả. Bộ giải đèn này con này giờ rất đẹp đúng không? Đầu tiên đây này, đây là lúm vặn to nhỏ này. To nhỏ trên con này luôn nhá. Thì đầu tiên các muốn chỉnh con này thì rất đơn giản thôi đây. Ở đây nó có nút này, có ấn vào này. Ấn mà ấn thụt nó vào, ấn này ấn cái tạch ấy. Bao nhiêu nó nhấp nháy này. Bao vặn này. Đây, nó sẽ là giải bass này. Giải trung này và đây sẽ là giải treble. Thì bác nhìn nó nhấp nháy đâu này, bác vặn nhấp nháy đâu đây? Chẳng em đang chỉnh giải 80 giải bass này. Đấy nhá. Thì bác sẽ vặn cái búm trên này để tăng lên này. Đây này, tăng lên này. Hoặc giảm bass đi này. Đấy, tăng lên. Thường thì giải bass em sẽ khuyên các bác từ 80 đến 150 sẽ là giải bass hay nhất. Được chưa? Giải trung thì mình không được tăng quá nhiều, nó sẽ được ù nhá. Và đây sẽ giải chép, nó sẽ từ giải từ 5k đến giải 20k. Nhưng thường nó sẽ khuyên các bác tăng từ giải 5k đến giải 10k là cùng. Đây, thả lên nhấp nháy giải 5k mình muốn tăng lên này. Đấy, giảm chép này. Đấy. Và rất đơn giản luôn, con này có thể lưu được 9 chế độ cấu hình. Đấy, và khi mình chỉnh xong mình ấn sever 2 lần. Đấy, ấn sever 2 lần. Và loop bypass cũng nghĩa là qua lọc hay không qua lọc. Đây, nếu bác chuyển on đây này là nó sẽ không qua lọc thì tiếng nó sẽ trùng hẳn, nhưng khi cho về up nó sẽ qua lọc. Bây giờ sẽ test bác nghe chất âm và sẽ báo giá cho các bác về chiếc lọc xì cả lưng tiếng này nhá. Đây. Bây giờ sẽ cho to và test nghe cái chất âm của một chiếc lọc xì cả lưng tiếng nó hay như nào nhá. Quá hay luôn. Đây nhá, bài bát này không qua lọc này. Có nghe tiếng bát đi test trùng hẳn đâu. Cho qua nhá. Em nghe, nghe em cảm nhận rõ chưa? Tiếng nó quá hay, sắc bén luôn. Không qua này. Đấy, tiếng rất trùng đúng không? Qua này. Quá đẹp và đẳng cấp luôn. Nó quá đẹp và nó quá chất các bác nhân. Nói chung là nó quá đáng đồng tiền luôn. Và ngày hôm nay đâu, bác nào chốt nhắn tin quá rồi em 0916957888 chốt lọc Leso cho em. Nghĩa chốt lọc Leso nhắn tin qua cho em giá cực kỳ tốt. Một chiếc lọc kèm lưng tiếng em bán giá chỉ có 1.950.000. Giá tốt nhất thị trường 1.950.000 để bao chiếc đôi bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Đấy là một cái điều mua hàng bên em các bác mua lâu quá biết rồi. Chốt lọc Leso nhắn tin qua số điện thoại, anh em nào cứ nhắn tin qua số điện thoại là có nhận chiếc đơn nhá. 1.950.000 em bao ship bảo hành 1 năm. 1.950.000 thôi, thực sự là bác đã sở hữu một chiếc lọc số kèm lưng tiếng luôn. Bày đẹp tiếng quá phê luôn. 1.950.000 nhá, chốt nhắn tin cho em, chốt lọc Leso.
Đấy, bác nào mà dùng âm đi mà muốn nâng cấp tiếng nhạc đây thì một chiếc cực kỳ hay. Còn nhà bác nào có vang rồi và bộ dàn rồi thì nên ghép một chiếc này vào, không cần phải dùng nâng tiếng nữa nhá. 1.950.000 em bao ship, bác nào chốt nhắn tin qua số lại chốt lọc Leso. Em sẽ tặng đầy đủ giấy tắc lông các bác. Và nhìn mặt gương nó quá đẹp luôn, một chiếc lọc số kèm nâng tiếng đây. Đấy, chốt lọc Leso, nhắn tin qua số lại nhá. Thì mua hàng bên em cứ thoải mái đi, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Đấy là một cái điều anh em mua hàng bên em biết rồi đấy, quá thoải mái quá rồi. Đấy, chiếc lọc Leso cho em nhá, anh em lấy vui lòng nhận nghe cho em, quá đẹp luôn. Từ dàn em quay dư có nhìn này, nó rất là sang và chất luôn. Chốt lọc Leso nhá, anh em nào chốt liên hệ ngay. 1.950.000 bao ship tận nơi, bảo hành qua 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok, và xin chào các bác nhé, bác nào nhu cầu hẹn ngay cho em nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.